quý vị và các bạn đến với vòng trang bị của Trí Lực Sanh Đôi. Ở vòng chơi này thì hai đội sẽ cử ra một người thi lực và một người thi trí. Trước khi thi lực thế nào thì ta sẽ xem hình ảnh sau đây. Thử thách đầu tiên có tên gọi đu người trên không. Có hai sợi dây được thả từ trên cao xuống. Người thể lực sẽ phải dùng tay đu lên hai sợi dây để giữ cơ thể ở trên cao, sao cho không bộ phận nào trên cơ thể chạm đất. Thời gian người thể lực thực hiện thử thách cũng là lúc người trí tuệ trả lời câu hỏi. Mỗi đáp án chính xác tương ứng với 500.000 đồng tiền thưởng. Thế nên hãy sáng suốt trong việc chọn người thể lực nha hai đội ơi. Đó là phần thi lực. Người thi lực sẽ là thời gian của người thi trí. Chính vì thế nên bàn huấn luyện phải tỉnh táo nhận ra ai có phần trí và lực. Nhưng mà nhớ rằng nếu mà trong phần thi này đội nào thua thì ba vòng sau mình phải đổi cái người thi lực thành thi trí, người thi trí thành người thi lực nha. Nói chung là cái phần lực này thì không thể nào để cho một cô gái yếu đuối mỏng manh như An Vy mà đứng mà gồng hai con chuột nữa mà. Em đu trên em đó. Bị khớp. Chưa gì hết trơn, chưa gì hết trơn là em đã làm cảnh khớp rồi đó. Em lớn tuổi em bị thoát vị đĩa đệm người em. Và sau khi suy nghĩ trăn trở mà râu bạc luôn, tôi quyết định chọn Will sẽ thi lực. Rồi. Và An Vy sẽ thi bằng mắt một người bị khớp thi ư. Không sao. Rồi đội Phương Thanh chọn ai nào? Em bị loãng xương nha chị. Trời ơi, chị Dân ơi, không mấy hai đứa mình về chung đội đi chứ. Hai ông này, thôi hai mình về chung đội anh đi ơi. Bây giờ mới thấy rằng là tuổi tiên nó yếu quá. Chưa diện đứa dạ, bị khớp, đứa loãng xương. Em tiền mãn tin rồi. Tiền mãn tin. Dạ, em hết tin rồi. Bây giờ quyết định đi. Khó quá. Thôi thì bây giờ để cho cân bằng và đồng đều thì một bên là thoát vị đĩa đệm với một bên loãng xương đấu thể lực với nhau đi. Rồi. Cái tập chối. Thi lực hả? Thi lực hả? Là thi là thi lực lực ha. Rồi. Người dân là thi trí đúng rồi. Thôi vậy đi cho nó quề đi ha. Thôi bây giờ thì ai thi trước? Xỉn tôi xong. Mời hai đội trưởng tôi xì. Hai xỉn tôi xì. Bây giờ thì sao? Người nào thua đi trước? Thua thi trước. Hai. Xì. Mình thi trước. Ủa là mình thua. Bên em được thi trước đó. Dạ, được thi trước, được thi trước. Mặt rất hào hứng. Hài hước lắm. Cho dù có loãng xương gì đi nữa thì cố gắng qua con trăng này nha. Dạ. Tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Lên. Đi đi, đi đi. Dạ. Quốc kỳ nước Đức có màu gì? Đỏ đen vàng. Đúng rồi. Ai là tác giả của kịch Hamlet? Shakespeare. Đúng rồi. Địa đạo Củ Chi được xây dựng vào thời gian nào? Địa đạo Củ Chi. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp ạ. Đúng rồi. Ti gọi mẹ của Na là bác. Vậy Ti và Na là gì của nhau? Ti gọi mẹ của Na là bác. Hai câu nữa. Là gì của nhau? Ti gọi mẹ của Na là bác. Vậy Ti và Na là gì của nhau? Chị em. Chị em họ. Ngày của cha được quy định rồi. Trời ơi. Chắc là nó chẹo cái gì của em luôn rồi đó. Nói chung là yên tâm. Các bạn yên tâm. Gin đã hết loãng xương, giờ chuyển qua khớp luôn rồi. Như vậy là Tam Triều Dân đã trả lời được 4 câu hỏi. Đội của Phương Thanh có số tiền là 2 triệu đồng. Bây giờ tới lượt của Will. Will ơi, em bị khớp không Will? Dạ, với độ tuổi gần U30 như em thì khớp đó nhiều lắm anh. Không sao đâu, chơi này sao em bị loãng xương. Nhưng mà Will, em đu thôi đừng có quýu nha. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Lên. Quốc kỳ nước Pháp có màu gì? Xanh dương, đỏ, trắng. Đúng rồi, miếu bà Chúa Xứ Núi Sam nằm ở thành phố nào? Châu Đốc. Chính xác, kênh đào nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là kênh đào nào? Panama. Chính xác. Na gọi ba của Ti là dượng ba. Mẹ của Na là chị gái thứ hai trong nhà. Vậy mẹ Ti là người con thứ mấy trong nhà? Qua. Qua. Ngày của mẹ được quy định là ngày nào trong năm? Không được chọn. Qua. Nhà sản xuất âm nhạc Sullivan tên thật là gì? Nguyễn Hoàng. Chính xác. Hoa hậu thế giới năm 2017 là người nước nào? Quá tuyệt vời. Qua đi, qua đi. Qua, qua. Thức ăn chủ yếu của gấu Bắc Cực là gì? Hải cẩu. Chính xác. Nhân vật Miu Lê trong bộ phim Cô gái đến từ hôm qua có tên thật là gì? Việt An. Chính xác. Cũng trong bộ phim này tên ở nhà của Việt An là gì? Lên nữa rồi kìa. Quá. Trời ơi. Rồi. SEA Games năm 2019 sẽ được tổ chức ở quốc gia nào? SEA Games năm 2019 sẽ được tổ chức ở quốc gia nào? Hết. Hết giờ. Trời ơi. Giỏi quá. Em tuyệt vời. Mừng Trang Huy.
Bạn có trả lời hơn đội bên kia. Bạn có 6 câu hỏi đúng, đội các bạn có 3 triệu đồng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chơi Trí Lực Sánh Đôi.